othea.com, mạng xã hội cập nhật tin tức, theo dõi thông tin, sự kiện công nghệ mỗi ngày. Xem hàng loạt các video clip đánh giá, review công nghệ từ các YouTuber hàng đầu Việt Nam. Truy cập ngay othea.com để bắt kịp xu thế công nghệ ngay hôm nay. BKV Pro có bản mới không giống với phần mềm bạn từng biết. Sau khi phân tích trong môi trường cách ly giả lập, phần mềm có thể phát hiện đâu là mã độc mà không cần tới việc cập nhật mẫu nhận diện. Tập đoàn BKV chính thức ra mắt phần mềm diệt virus BKV 2020. Theo BKV, điểm đặc biệt của phiên bản này là được tích hợp AI để phát hiện mã độc mà không cần cập nhật mẫu nhận diện. Theo nghiên cứu của BKV, số lượng mã độc được hacker tạo ra và phát tán trên Internet mỗi ngày đã lên đến con số hàng triệu. Các kỹ thuật phát hiện và ngăn chặn mã độc bằng mẫu nhận diện đã không còn hiệu quả và không kịp thời. Do đó, BKV đưa ra phương án để phần mềm có thể phân tích, phát hiện mã độc ngay cả khi chúng vừa mới xuất hiện, chưa cập nhật mẫu nhận diện. Ông Vũ Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch phụ trách mảng chống mã độc Anti-Malware của BKV cho biết, các file nghi ngờ sẽ được tự động phân tích trong môi trường cách ly giả lập. Nhờ vậy, BKV có thể ghi nhận các hành vi tiềm ẩn của file cho dù chúng chưa được thực thi. Công nghệ AI Scanner sẽ nhanh chóng chấm điểm toàn bộ hành vi đã được ghi nhận, từ đó chỉ ra đâu là mã độc. Bên cạnh đó, phiên bản BKV 2020 còn được trang bị tính năng chống dò mật khẩu BFP, Brute Force Prevention, giúp ngăn chặn các cuộc tấn công chiếm quyền điều khiển từ xa thông qua khai thác mật khẩu yếu. Đồng thời, BKV cũng cải tiến về hiệu năng sử dụng thuật toán nén để tối ưu về bộ nhớ, tăng tốc độ quét virus so với phiên bản 2019. Nhà sản xuất cho biết BKV 2020 sẽ vẫn giữ nguyên mức giá cho một bản quyền sử dụng. Các khách hàng đã có bản quyền sẽ được nâng cấp tự động lên phiên bản mới mà không mất phí, bắt đầu từ ngày 25 tháng 6 2020. Nhậm Minh, Zing News, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.